Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ lấy cho các bạn cái ví dụ liên quan đến áp dụng cái nguyên lý chuyển dịch cân bằng Le Chatelier để xét về cái chiều chuyển dịch của cái phản ứng khi mà chúng ta thay đổi các yếu tố. Thế bây giờ chúng ta xem là cái yếu tố nào ảnh hưởng đến cái hằng số cân bằng KCB. Thì ở đây với cái K này thì các bạn có thể là ảnh hưởng đến KP này, KC hay là giá trị về KN, KX đúng không ạ? Hoặc là cái phần mol hoặc là nồng độ hoặc là liên quan đến áp suất. Chúng ta thấy áp suất này, đây là liên quan đến nồng độ. Thế giờ yếu tố nào ảnh hưởng đến cái này thì các bạn sẽ có ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất liên quan về nhiệt độ, yếu tố thứ hai liên quan đến nồng độ và yếu tố liên quan đến áp suất nhiệt độ. Nhiệt độ thì các bạn thấy rằng các bạn có cái phương trình Van Hoff đúng không ạ? Logarithm của K2 trên cho K1 thì bằng trừ gì ạ? Delta H0 trên R nhân với 1 phần T2 chiều đi 1 phần T1 đúng không ạ? Đấy, cái hằng số. Tiếp theo, yếu tố về C hay yếu tố về áp suất. Và tóm lại chúng ta thấy rằng cái phát biểu như sau này: khi thay đổi yếu tố nào của hệ, thay đổi yếu tố của hệ, của hệ thì dẫn đến việc mà cân bằng chuyển dịch, theo chiều chống lại sự thay đổi đó. Các bạn nhớ nhé, khi ta thay đổi một yếu tố nào của hệ thì cân bằng chuyển dịch theo cái chiều mà chống lại cái sự thay đổi đó nhá. Ví dụ khi các bạn t này các bạn tăng lên thì dẫn đến cân bằng chuyển dịch theo chiều mà t giảm xuống đó, và ngược lại nếu các bạn mà giảm t thì cân bằng chuyển dịch theo chiều chống lại đó. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi xét một cái ví dụ ở đây nhé. Và chúng ta xem là những cái yếu tố nào ảnh hưởng đến cái cân bằng này. Thứ nhất là xem yếu tố về nhiệt độ. Thì ở đây người ta cho cái giá trị có delta H0 ở 298 nhỏ hơn 0. Thì chúng ta đang xét cái ở 298K nhé. Xét yếu tố. Bây giờ delta H0 nhỏ hơn 0 đúng không ạ? Vậy suy ra phản ứng này là phản ứng gì ạ? Toàn nhiệt đúng không ạ? Hay chúng ta suy ra được chính là T trước, nghĩa là nhiệt độ trước và nhiệt độ sau. Đó. Có nghĩa là đây là cái phía trái này. Và đây là nhớ phía phải đúng không ạ? Vậy T sau nó phải lớn hơn so với T trước đúng không ạ? Thì mình đã tỏa ra mà, đúng không ạ? Thì nóng lên, hệ nóng lên. Vậy bây giờ muốn chúng ta chuyển dịch theo chiều thuận thì nghĩa chúng ta mục tiêu là phải sang bên này đúng không ạ? Mình cái nhiệt độ mà lớn hơn. Vậy các bạn cần phải, vậy suy ra các bạn phải giảm nhiệt độ, giảm nhiệt độ xuống thì dẫn đến cân bằng chuyển dịch theo chiều tăng nhiệt độ. Đấy, thì chính là yếu tố đây đúng không ạ? Đấy, chưa thuận. Ok cho các bạn. Đấy, rất đơn giản nhá. Thế giờ câu hỏi đặt ra cho các bạn này. Tại sao người ta lại tiến hành nhiệt độ rất cao thế? Tại sao lại tiến hành ở nhiệt độ cao? Nhiệt độ từ 400 đến 450 độ C. Đấy, 450 độ C. Đấy, như thế nào? Sao người ta không giảm số nữa? Thì các bạn phải liên quan đến yếu tố về chuyển động đấy nhé, chuyển động và xác suất, xác suất, chuyển động và xác suất, để xác suất va chạm ấy. Có nghĩa là khi mà cái nhiệt độ mà thấp quá đúng không, thấp quá
thì dẫn đến các phân tử chuyển động như nào các bạn? Chuyển động sẽ chậm hơn đúng không? Vậy xác suất va chạm ấy, thì nó có thể bị ảnh hưởng đến giảm xuống. Ngoài ra nó yếu tố liên quan đến năng lượng về hoạt hóa. Đấy, đúng không ạ? Thì các bạn thấy rằng thì nó năng lượng hoạt hóa thì ảnh hưởng đến giá trị về về K đúng không ạ? Hằng số tốc độ và ảnh hưởng đến V là tốc độ phản ứng. Thì thấy rằng khi cái nhiệt độ mà thấp thì cái năng lượng hoạt hóa nó thường có sẽ có xu hướng tăng hay giảm, thì chúng ta phải phải xem đúng không ạ? Thông qua cái biểu thức là logarithm của K2 trên K1 đúng không ạ? Tốc độ bằng trừ EA trên R nhân với 1 phần T2 trừ đi 1 phần T1. Thì tương lượng năng lượng hoạt hóa thường là mang giá trị như nào các bạn? Dương đúng không ạ? Vậy các bạn thấy là rõ ràng khi người ta tăng nhiệt độ lên thì hằng số tốc độ nó cũng tăng lên. Hoặc là các bạn theo cái Van Hoop ấy đúng không ạ? Van Hoop cái công thức kinh nghiệm đấy đúng không ạ? Thì gamma hệ số bằng K nhiệt độ T cộng với 10 trên cho KT đấy đúng không ạ? Thì các bạn thấy rằng hai cái yếu tố này người ta phải đảm bảo làm sao cho vừa chuyển dịch được lại còn vừa liên quan đến xác suất và năng lượng hoạt hóa. Thì thực tế thì người ta tiến hành ở nhiệt độ khoảng 400 đến 150 độ C. Các nhá. Và hiệu suất khi mà người ta tối ưu các điều kiện đây này thì chỉ rơi vào khoảng 20 đến 25% thôi. Thì đây là cái thông tin mình tham khảo được trong sách giáo trình nhá. Thôi, đấy là yếu tố về nhiệt độ thì nói qua các bạn. Nhiều bạn mong muốn là tiến hành xuống 0 độ C cho hoành tráng đúng không ạ? Nhưng không. Nó còn ảnh hưởng rất nhiều yếu tố nữa. Do vậy người ta phải khảo sát ra điều kiện về tối ưu. Bây giờ chúng ta sẽ đến với yếu tố thứ hai, yếu tố về áp suất. Yếu tố áp suất đúng không ạ? Thì các bạn thấy rằng tổng hệ số với trái đúng không ạ? Lớn hơn tổng hệ số với phải. Hay chính là đây là đối với chất khí nhá, chất khí. Ví dụ các bạn thấy rằng đây 1 này, 3 này. Như vậy đây là 1 cộng 3, nó đã lớn hơn 4 triệu, lớn hơn 2 triệu. Lớn hơn 2 đúng không ạ? Vậy từ đó các bạn sẽ suy ra được P trước lớn hơn P sau, có nghĩa là bên phải đây này. Bên trái. Vậy rõ ràng để chúng ta chuyển dịch theo chiều chiều thuận đúng không ạ? Thì các bạn phải tăng P thì sẽ dẫn đến cân bằng chuyển dịch theo chiều giảm P, chính là chiều thuận vì bên này thì thằng này nó nhỏ hơn mà, thì giảm P chính là chiều thuận này. Và thực tế người ta tiến hành ở cái áp suất rất là cao. Áp suất này ngoài liên quan đến chuyển dịch cân bằng thì nó chính là liên quan đến cả tốc độ phản ứng, vì các bạn nó có V sẽ bằng K nhân với cái gì đúng không ạ? Nồng độ của này nhân nồng độ của kia. Đấy, thì tốc độ đầu cần lớn đúng không ạ? Và khi mà nó gần nhau, áp suất lớn ấy, thì nó sẽ gần nhau hơn, thì có thể là cái xác suất va chạm nó sẽ hiệu quả hơn. Đấy. Yếu tố thứ ba mà các bạn cần xét, nhiệt độ rồi, bây giờ yếu tố về nồng độ. Nồng độ thì để chuyển dịch theo chiều thuận nhé, mình là sẽ chiều thuận, thì các bạn làm sao? Thứ nhất là tăng nồng độ C của chất tham gia, hoặc là giảm nồng độ của sản phẩm. Ví dụ đây thì các bạn phải gì ạ? Cái nồng độ của nitơ các bạn phải tăng lên, hoặc là nồng độ của H2 các bạn tăng lên. Còn đây thì các bạn sẽ thấy rằng cái nồng độ của H3 này thì các bạn cho giảm xuống, như các bạn lấy ra. Đây các bạn thêm vào. Đây thêm vào. Đấy, thì nó đúng là liên quan đến nguyên lý chuyển dịch cân bằng đúng không ạ? Yếu tố về xúc tác thì các bạn lưu ý nha. Xúc tác không ảnh hưởng đến chuyển dịch cân bằng nhé. Cân bằng. Mà xúc tác ở đây nó làm cho V thuận tăng lên. Thuận tăng. V nghịch cũng tăng, có nghĩa là chiều thuận và chiều nghịch tăng. Và dẫn đến mà gọi là nhanh đạt cái cân bằng này thôi. Đấy, còn nó không ảnh hưởng đến cái chuyển dịch cân bằng các bạn nhé. Đó, như vậy mình đã vừa lấy cho các bạn một cái ví dụ liên quan đến phản ứng mà tổng hợp amoniac trong thực tế mà người ta tiến hành ở nhiệt độ
rất cao, có mặt của sắt, xúc tác là sắt trộn với lại cái oxit của nhôm và oxit của kali, và hiệu suất của nó thu được khoảng 20-25%. Đó. Và ammoniac này là một trong những cái sản phẩm trung gian để ứng dụng cho nhiều cái lĩnh vực hay ngành công nghiệp khác nhau, ví dụ phân bón hoặc là tổng hợp khác. Yếu tố ảnh hưởng đây, các bạn nhớ đến các đại lượng ở đây nhé, liên quan đến KCB. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem phần video này liên quan đến nguyên lý chuyển dịch cân bằng Le Chatelier. Nếu có câu hỏi thì cần trao đổi thì các bạn vui lòng comment ở phía cuối video này nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn.